cho cả nhà buổi sáng. Hôm nay là ngày chị Nhung và gia đình dậy rất là sớm, mới có 5 giờ sáng thôi các em. Xếp vali gọn gàng để chuẩn bị cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Phan Thiết. Tối qua chị Nhung đã xếp một ít rồi, bây giờ xem lại coi còn thiếu gì nữa không. Để tiên thì đang xếp đồ bơi. Kỳ này đi có các bé cho nên là chị Nhung phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Chị Nhung không quên một cái là chết luôn, không có đồ cho các bé. Đây là bộ đồ xúc cát nè, chị Nhung mua để cho bé Desti và Suri chơi trên biển. Đây, chị Nhung còn mua một cái phao màu hồng cho bé Suri nữa nè. Desti còn đem theo súng nước nữa. Và bật mí cho các em biết là lần này gia đình chị không phải đi chơi đâu, mà là đi tập vận động cho bé Suri trên biển, trên cát, với cùng một nhóm bạn cũng có hoàn cảnh giống bé Suri nữa. Dù là cực nhưng mà chị Nhung cảm thấy rất là vui vì làm được điều gì đó cho bé Suri lúc này. 6 giờ là xe đến rồi, cho nên là bây giờ chị Nhung phải tranh thủ nhanh nhanh. Ê, nặng dữ ta. Ba có gì ngon hơn là để con ăn liền đi, con đói lắm rồi. Sao con không kêu mẹ nấu, kêu ba? Thì con thấy mẹ đang bận soạn đồ, không muốn ba nấu cho con. Vậy là con trai Hương bao phong rồi đó. Mà chết thì các em ơi, sáng giờ chị Nhung quên là chưa cho các bé ăn sáng. Nãy giờ cứ đứng lây hoay ở đây. Vậy để ba nấu cho con, chị hai ăn trong vòng một lúc nha. Hai bé nhà anh chị thì rất thích ăn thịt áp chảo pony, nên lúc nào hai anh chị cũng trữ sẵn vài hộp ở trong nhà hết, để khi mà cận thời gian như vậy nè, mình có thể sẵn sàng chế biến một cách nhanh gọn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho hai bé. Đúng rồi đó, cơm lúc nào cũng có sẵn á, nên là anh xuống anh chế biến liền cho con ăn đi, nhanh mà, chưa đến 5 phút đâu. Nói thiệt chứ buổi sáng mà ăn vậy á, các bé vừa chắc bụng mà cũng vừa đầy đủ chất nữa các em. Thôi bây giờ chị Nhung sẽ xuống phụ anh Phong cái. Nhà hay ăn nên là lúc nào chị Nhung cũng để nghe góc này cho dễ thấy. Mấy lần thấy chị Nhung làm rồi nên không biết cách rồi. Nói cái này mà mình làm mà không được là ba cười quê chết. Hôm nay nhà có 4 người thì anh Phong sẽ làm một hộp lớn với một hộp nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ cắt thịt ra. Với thịt áp chảo pony thì chúng ta sẽ không cần dùng nĩa, mà mình chỉ cần lắc nhẹ và lấy ra thôi. Như mấy lần trước thì anh Phong sẽ cắt hai loại, một là loại dày khoảng từ 6 đến 8 mm, còn loại mỏng thì anh Phong sẽ cắt từ 2 đến 3 mm. Ai muốn ăn nào thì ăn, chị Nhung thì bà khoái phụ cơm mà ăn lắm, còn Daddy với anh Phong thì thích ăn loại dày hơn. Khi chan như vậy thì với hộp nhỏ, anh Phong cũng sẽ mở nắp nhựa, mở nắp kim loại, lắc. Cắt mỏng thì đòi hỏi các em phải hơi khéo léo chút xíu nha. Mỏng cỡ này bán của tôi gõ được nha. Nhưng mà phái vậy lắm nè. Hôm nay anh Phong sẽ múa tung chảo cho các em xem. Bắt chảo lên, để cho nóng xong mình sẽ cho một ít dầu vào. Chảo đã nóng rồi đó các em, giờ mình sẽ cho thịt vào nha. Phong nghe thơm quá chừng. Wow, ba làm nhìn hấp dẫn quá ta. Các em biết không, đặc biệt là thịt áp chảo bony á, được làm từ nạc bông hoa, là những lớp thịt đùi xen kẽ mỡ, nên khi áp chảo mình không cần phải cho nhiều dầu nhưng mà vẫn giữ được độ vàng giòn bên ngoài và mềm mỏng bên trong đó các em. Mấy đứa nó đói lắm rồi đó anh. Đủ hết rồi, bây giờ anh Phong sẽ lấy ra. Cái màu của em nhìn thấy hấp dẫn ghê. Bây giờ mình sẽ áp chảo tới miếng mỏng nha các em. Mình áp chảo cái này các em nhớ nha, để khoảng 1-2 phút rồi mình trở liền, tại vì nó rất là màu vàng, mà để lâu quá cái màu nó sẽ không được đẹp. Hai mặt vàng rồi, anh Phong sẽ lấy ra. Em kêu con xuống ăn đi em. Ok. Trời ơi, thơm nước mũi con rồi. Thơm hả? Và có cái này anh Phong muốn chia sẻ với các em biết lá cần tây đúng không? Thì thịt áp chảo pony được bảo quản tự nhiên bằng chiết xuất cần tây nên rất an toàn cho sức khỏe. Các ba mẹ có con nhỏ thì yên tâm phần này nha. Bây giờ chị Nhung sẽ bới cơm ra. Món này mà ăn với cơm nóng là ngon hết biết luôn nha các em. Thế tiên qua bưng cơm của mẹ nè. Ăn cơm thôi. Đây là bữa sáng tuyệt vời của gia đình chị. Ăn nhanh nhanh đi, mình đi ra biển ha. Giờ nha, đúng rồi, con phải dịnh này để khi mà mẹ đẩy con không bị té, nhớ không? Này, bé Suri biết nhiều thứ lắm nha mấy chị ơi. Chị Nhung sẽ cho bé Suri ăn trước, chắc là đói bụng lắm rồi. Suri ăn xong thì chị Nhung mới ăn được. Ồ, là ngon lắm mẹ ơi. Vậy là mai mốt mà mẹ vắng nhà là ba làm cho con ăn được rồi đó. Dạ. Ủa, xin ăn thêm hả? Bây giờ chị Nhung sẽ cuộn thịt cùng cơm nóng nha. Nóng hổi luôn mọi người ơi.
ngon quá. Công nhận là gia đình chị ăn hoài mà không hề bị ngán. Thịt thì rất là mềm, thơm và không hề bị khô. Nếu như bạn nào mà không tin á thì cứ mua về ăn thử xem có ghiền giống gia đình của chị không nha. Bây giờ chị Nhung sẽ ăn thử miếng dày. Để tìm với Suri ăn gần hết luôn, chừa cho chị Nhung với anh Phong có nhiêu đây à. Miếng dày thì cắn đã miệng. Cho anh Phong 10 điểm. Anh làm thấy ngon. Anh làm tự nhiên em thấy ngon. Nói với hai anh chị ăn nhanh 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 để tranh thủ. Còn 10 phút nữa anh. Cảm ơn anh nha, hôm nay làm bữa ăn ngon quá. Dễ mà, ai làm cũng được. Hết rồi. Ăn như thịt cuộn ngon ha. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how bad. Bốn biển đi sạc rồi. Bây giờ thì mình sẽ phần hoàn lễ hơn. Chẳng biết thì hôm nay bé Suri đi xe không có mệt nha mấy em mấy chị ơi. Chỉ có một cái là hơi buồn tại vì đến đây chưa được nhận phòng. Chờ chút xíu. Cười. Gia đình chị đi mà quá trời đồ, quá trời đồ. Hôm qua chị Nhung mua đồ ăn cũng nhiều lắm. Các em hồi nãy là ba Phong mới bắt cho bé tiên được con dế nè. Hồi nhỏ là chị Nhung rất là thích chơi dế. Còn phân biệt dế trống với lại dế mái nữa. Mà không biết bây giờ cái phân biệt sao. Không biết bạn nào còn nhớ thì để lại bình luận bên dưới nha. Bà giác Suri. Vui quá nè. Hello đi. Đây, bạn chung với lại Suri nè. Gần 2 giờ thì nhà chị Nhung mới nhận được phòng. Bây giờ thì mình sẽ vào tham quan phòng nha. Bé Suri đang nằm ở trong phòng á. Phòng ở đây thì cũng đơn giản lắm các em. Có một cái giường nè. Là bên này là chỗ ngồi uống cà phê buổi sáng. Sáng nay thì chắc là bé Suri sẽ ngồi uống với chị. Bé Tim với lại ba Phong thì sẽ ngủ bên phòng bên này. Đã, phòng anh Phong bên kia. Có một cái tivi nhỏ. Ở dưới đây là quan trọng này các em. Ơi, chị Nhung đã ủ sẵn đồ ăn thức uống mang từ Sài Gòn vào. Có trái cây nè, có nước ngọt và có sữa nữa. Ê, uống miếng đi. Sáng chắc Nhung chỉ cần bánh kem chống nắng thôi chứ đâu có thời gian ngồi makeup đâu các em. Nhưng mà cái bàn makeup cũng khá là dễ thương. Có cái tủ cũng khá rộng nha các em. Có một cái tủ sắt để đựng tiền. Chị Nhung rất là thích không gian toilet ở đây nha, khá là rộng. Ở đây cũng có bồn tắm nè, có bồn rửa mặt nè. Chị có bé Suri á cho nên là toilet rộng rất là tiện cho chị Nhung. Hay à, bây giờ chắc là chị Nhung phải nghỉ ngơi một chút với bé Suri rồi. Suri ơi, ngủ đi, chiều ra biển nha. Bye bye các em nha. Chiều ra biển chị Nhung sẽ quay lại. Bây giờ chắc chị Nhung nghỉ ngơi một chút xíu vì quá mệt rồi. A few moments later. Chị Nhung và con đang đắp cho bé Suri. Cái động tác này là để massage đã không trên mặt cắt một chút xíu rồi á. Anh Phong bé đã tìm đào nguyên một cái hố này nè các em, xong mới cho xuống đi. Chị hai cười kìa, con rưới lên đi. Chị hai thích cười nè, chị luôn đi nha. Đây cũng là đang đắp nè, có bé đã tìm theo để phụ chị hai nè. Nhảy từ từ thôi. Bây giờ chị Nhung với anh Phong lấy bé Suri ra. Bây giờ là nằm sắp xong rồi, sau đó mình sẽ cho ra biển nha. Nãy giờ chị không biết thì bé Suri rất là vui luôn, không có khó chịu nè. Wow, rồi làm được nhiều thứ à, lâu lắm rồi cũng mới cho bé Suri đi biển á. Bây giờ thì Suri ngủ rất là ngon nè mấy anh mấy chị ơi. Còn bé T
tiên thì cũng ngủ rất ngon. Anh Phong thì bây giờ chắc cũng đã mệt rồi, nằm chắc ngủ bển rồi. Chị Nhung cũng phải đi ngủ để sáng mai tiếp tục cho cuộc hành trình nữa. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. The next day. Chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ hai ở Phan Thiết rồi. Chị Nhung đang tranh thủ cho bé Suri ăn sáng xong là gia đình của chị sẽ xuống hồ bơi để tập bơi cho bé Suri. Khi mà Suri biết quay phim là Suri quay mặt cho gái à, con chào các anh các chị đi. Hồi nãy giờ chị Nhung mặc cái bộ đồ bơi của chị Nhung nè. Suri mặc dù luôn biết em, mà cái chỉ là đẹp. Mê mặt bắt gỡ nè. Ơi, cái mặt buổi sáng. Cười vui quá ha. Suri ăn xong là Suri chừa miệng nè mấy anh với chị. Rồi, được rồi, rồi, để lại đi cho mẹ dục nè. Trước khi mà xuống hồ bơi á, thì chị Nhung phải mang giày đôi vào để tập cho Suri vận động cái chân trước. Chiều nay thì bé Suri sẽ đi quanh công viên ở đây rồi sau đó mới được xuống biển. Giờ mình đang ra hồ bơi nha, để tập đập chân nha. Lỡ đâu mai mốt biết bơi thì sao? Lỡ ai ba? Bây giờ em Tiên đang bơi ở đây nè. Giỏi ghê không? Bơi với em nè. À, có phần. Gái chịu hợp tác quá ta. Giỏi quá. Giỏi hơn mấy bạn rồi. Cái tướng này mà biết bơi là thôi đẹp lắm luôn nha. Nãy giờ nhiêu cái anh? 38 hả? 28. Nhìn ở đây á, thì con mới không có té xuống nha. Hồ đang sâu lắm á. Rồi ba Phong xích ra đi. Ba Phong xích ra đây đó. Tập đứng ở dưới nước nè. Xe tay ra với mẹ nè. Giỏi đó, giỏi. Yeah, cố lên gái ơi. Ê, chị hai cười à kìa, chị hai cười à kìa. Thấy Suri thích nghi được chị Nhung vui quá các em ơi. Cái nè, cái đang bơi với ba nè. Đó. Tới đây với mẹ, tới đây với mẹ. Vui quá nè. Thích quá là yeah. Đừng có uống nước nha gái. À, mẹ đây nè. Ba đi tắm biển rồi. Đề nghị là chị Nhung quay lại để Ti xem được hình ảnh của Ti ở trên YouTube của chị Nhung nè. Bắt tay cái cây. Nhớ Suri không? Nhớ Suri không? Hồi nãy con kéo Suri vô đó nhớ. Thương lắm. Cười cái cây. Xinh quá. Thương lắm. Sáng nay ngày cuối cùng ở Phan Thiết rồi các em ơi. Gia đình của chị đưa bé Suri lên trượt cát nè. Ba Phong phải ẩm từ đây lên tuốt ở trên luôn. Rất là cực. Cầm giấc mạnh. Cái tấm ván để chuột cho bé đi tìm với Suri nè. Cố lên. Đúng rồi. Cả người ra bê tê. Đó. Giữ ta xuống tới đây luôn. Mỗi lần cho bé Suri trượt xuống là anh Phong phải ẵm bé Suri lên. Nhưng mà cảm giác bé Suri rất là vui các em ơi. Suri ơi, con thích không? Trời đẹp quá nè. Trời đẹp quá, mới có 6 giờ sáng thôi. Chờ Suri đi thêm chuyến nha Suri nha. Giống chừng gì vậy? Sài Gòn rồi mọi người ơi, hy vọng mọi người sẽ thích clip ngày hôm nay nha. Thật sự nhưng mà rất là vui vì đã làm được rất là nhiều điều cho bé Suri trong cái chuyến đi này. Và Suri còn có thêm bạn nữa, bạn Ti. Còn bạn này là Nana.
là em của T. Tiên là em của chị T. Bé Tiên rất là thương. Tiên là em của chị Hai. À, bé Tiên rất là thương chị T. Nên là hả, lúc nào cũng muốn hả, chị T lên clip để mai mốt mà bé Tiên về là bé Tiên cũng coi được chị T. Bye bye mọi người. Chị yêu.